5 bí quyết tăng cường sinh lý nam tại nhà khiến nàng phát cuồng mỗi đêm. Các bạn có bao giờ cảm thấy tự ti vì chuyện ấy không như ý? Khi bạn thì muốn thể hiện bản lĩnh của mình khiến đối tác phải xin tha, thì cậu nhỏ lại đứt gánh giữa đường. Các bạn mong muốn khôi phục phong độ và làm mới chuyện yêu mà không cần đến những biện pháp y tế phức tạp. Đừng lo lắng, bởi vì ngay trong video ngày hôm nay sẽ là 5 cách chữa yếu sinh lý nam tại nhà đơn giản nhưng hiệu quả, khuyên đối tác chuyện yêu cực kỳ thích thú. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trần Thành, chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và yêu giới tính. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Cách thứ nhất, hãy sử dụng các loại củ gia vị trong bữa ăn hàng ngày của bạn. Các loại củ gia vị chẳng hạn như tỏi, gừng hay hành tây đều mang lại những tác dụng nhất định trong việc cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nam giới. Chúng thường có sẵn trong gian bếp nên các quý ông có thể tận dụng để khắc phục trứng trên bảo dưới không e và khôi phục bản lĩnh trong chuyện chăn gối. Củ tỏi, hoạt chất anisin được tìm thấy trong tỏi, hoạt động như một loại thuốc kháng sinh giúp diệt khuẩn, chống nhiễm trùng ở cơ quan sinh dục, giúp kháng viêm, tăng cường sự bơm máu dương vật để cậu nhỏ sung sức hơn khi ân ái. Củ hành tây. Hành tây chứa nhiều kali, lê huỳnh và nhiều hoạt chất có lợi cho cơ thể, giúp làm giảm cholesterol trong máu, chống oxy hóa, bảo vệ cơ quan sinh dục nam, kích thích ham muốn tình dục, cải thiện chất lượng tinh trùng và giúp chàng mạnh mẽ hơn trong chuyện chăn gối. Củ gừng, tính ấm tự nhiên cùng các hoạt chất có khả năng làm giãn nở mạch máu, tăng cường bơm máu đến thể hang của dương vật, duy trì tốt trạng thái cương cứng của dương vật và làm thời gian cuộc yêu kéo dài hơn. Cách số 2, hãy tiến hành thay đổi lối sống của bạn. Lối sống thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng yếu sinh lý ở người nam giới. Do vậy, để cải thiện chất lượng đời sống tình dục phái mạnh, cần điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, làm việc, vận động cho hợp lý, như có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để thần kinh không bị quá tải, tránh căng thẳng kéo dài. Các chất kích thích quen thuộc như rượu, bia thì một chút là vui rồi, còn nhiều hơn thì là có hại các bạn nhé. Hãy tăng cường thể dục thể thao để tăng sức bền, hoạt động chân chu ở mọi tư thế. Cách số 3, sử dụng thảo dược thiên nhiên có dược tính tăng cường sinh lý nam. Các loại thảo dược này không chỉ mang đến sự an toàn mà chứa đựng những tinh hoa quý báu từ thiên nhiên, có thể giúp cho cơ thể nam giới khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Thứ nhất, rễ cầu treo là phần rễ non mọc nổi lên mặt đất hoặc chứa nhiều anacolit có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, giúp ổn định hoạt động ở cơ quan sinh dục nam, tăng cường sự lưu thông máu đến cậu nhỏ để tăng cường sự cương cứng nhanh và lâu hơn khi quan hệ. Thứ hai, củ bạc kích được xem là cứu cánh cho các quý ông bị tình trạng yếu sinh lý, có khả năng kích thích sản sinh nội tiết tố nam, tăng cường ham muốn tình dục, cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, nửa dương, rối loạn khả năng cương cứng ở nam giới. Sử dụng thảo dược này đúng cách sẽ giúp cho phái mạnh tự tin và bản lĩnh hơn trong chuyện chăn gối. Thứ ba, rễ đinh lăng chứa nhiều saponin, vitamin nhóm B, methionine, lysine và các hoạt chất quý. Chúng có tác dụng giảm đau, kháng viêm, xoa dịu trạng thái căng thẳng ở hệ thần kinh, kích thích ham muốn. Thứ tư, dâm dương hoắc. Dâm dương hoắc được y học cổ truyền ghi nhận là có khả năng bổ thận, cường dương, tăng cường sản sinh ra các tế bào hồng cầu và chống suy nhược cơ thể. Không có gì ngạc nhiên khi cách chữa yếu sinh lý tại nhà từ loại thảo dược này lại được nhiều quý ông tin dùng. 5. Nấm ngọc cầu chứa một hàm lượng L-arginine. Khi được hấp thu chất này, cơ thể sẽ chuyển hóa nhanh chóng axit nitric, giúp làm giãn mạch ngoại biên, tăng lượng máu lưu thông đến dương vật, kích thích ham muốn tình dục, cải thiện sức khỏe sinh lý cho phái mạnh. Cách sử dụng chung của những thảo dược thiên nhiên là các bạn hãy ngâm thành rượu thuốc. Thảo dược sau một tháng ngâm trong rượu sẽ bị hòa tan tinh chất. Tuyệt đối không nên uống quá nhiều để tránh những tác hại của cồn tàn phá cơ thể. Tuy nhiên, đây là cách chế biến được làm chồng nhưng lại bất làm vợ, nên tôi chia sẻ, còn làm hay không thì các ông chồng nên bàn bạc thật kỹ với vợ để tránh uống xong khỏe quá mà không có chỗ mà dùng. Cách số 4, tập các bài tập thể dục hỗ trợ sinh lý nam. Ít vận động hoặc chơi thể thao quá sức đều có thể khiến nam giới bị suy giảm sinh lý. Tuy nhiên, việc tập luyện thể dục thể thao với cường độ tần suất hợp lý và phù hợp không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn hỗ trợ tích cực trong việc phòng ngừa cũng như hỗ trợ cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nam giới. Các bài tập thể dục nam giới có thể áp dụng chữa yếu sinh lý tại nhà gồm các bài tập Kegel, đi bộ nhanh, bơi lội,
ngồi thiền, yoga, squat, vân vân. Cách số 5, hãy nấu các món ăn bài thuốc kích thích sinh lực phái mạnh. Dưới đây, bác sĩ xin chia sẻ một vài món ăn không chỉ ngon mà còn có thể giúp cho cải thiện sức khỏe nam giới và tăng cường sinh lý một cách tự nhiên. Ví dụ như hàu, tra mỡ, hàu nướng, tim lợn hầm hạt sen, chè long nhãn hạt sen, canh artiso hầm đuôi lợn, vân vân. Với 5 cách chữa yếu sinh lý nam tại nhà được tôi chia sẻ ở trên, có ưu điểm là đơn giản và tương đối an toàn khi được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, 5 cách này cũng còn tồn tại những nhược điểm như sau. Thứ nhất, đó là tác dụng chậm, không thích hợp với những người bị tình trạng yếu sinh lý nặng. Hiệu quả nếu một cách từ từ nên đòi hỏi cần có nhiều thời gian áp dụng và phải kiên trì các bạn nhé. Có một số trường hợp sẽ không thu được kết quả như mong muốn do không hợp với cơ địa. Vì vậy, nếu sau một thời gian tự điều trị tại nhà mà tình trạng yếu sinh lý không thuyên giảm, các bạn bắt buộc phải tiến hành thăm khám để tránh những hệ lụy không mong muốn như liệt dương, hiếm muộn, vô sinh. Đối với nền y học hiện đại như ngày nay, chỉ cần các anh em không sợ thầy giấu bệnh, nhiệt tình chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân cho tôi thông qua số điện thoại mà tôi để trên màn hình và tích cực phối hợp điều trị cho những dịch tôi yêu cầu, thì việc kéo dài chuyện ấy như ý muốn hoàn toàn có thể diễn ra. Tôi, bác sĩ Trần Thành, cùng đội ngũ cộng sự các y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành và hướng dẫn, tư vấn thật kỹ giúp các anh em giải quyết các vấn đề chuẩn y khoa dựa trên những tình trạng bệnh lý hiện tại của chính bạn, nên chắc chắn sẽ không có chuyện để lại biến chứng hay nguy hại cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy ấn vào nút like và chia sẻ video này đến những người anh em cần nó. Và cũng đừng quên hãy để lại ý kiến của các bạn ngay ở phía dưới đây. Hãy đăng ký kênh của bác sĩ Trần Thành Nam Khoa để chúng ta có thể gặp nhau trong những video hữu ích tiếp theo.